Kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình Phật Pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Minh Từ và Phật tử Quang Viên sẽ phổ biến bản tin một ngày tu học Bát Quan Trai Giới tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 2 âm lịch vừa qua, các Phật tử tinh tấn, một lòng muốn sống trong chánh Pháp của Đức Như Lai đã vân tập tại chánh điện của Bồ Đề Phật Quốc. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, các giới tử trong chúng Bát Quan Trai cùng thành kính quỳ xuống tác bạch cầu xin giới pháp. Sau lời tác bạch, Thượng tọa Giới sư đã hoan hỷ hứa khả và lần lượt hướng dẫn các giới tử cùng sám hối, phát nguyện quy y Tam Bảo và lãnh thọ 8 giới tướng. Tiếp đó, các giới tử phát nguyện đem công đức tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sanh cùng thành đạo vô thượng chánh chân, mai đây cùng sanh về Cực Lạc Quốc. Sau lễ thọ giới là thời khóa công phu, thường thì đại chúng lễ vạn Phật, thiền tập, tụng kinh và niệm Phật. Nhờ có công phu mà các giới tử thúc liễm thân tâm từng giờ từng phút và giữ đúng giới luật đã thọ, cho đến sáng hôm sau, giới sẽ tự xả. Trong những ngày tu Bát Quan Trai, Thượng tọa Giới sư luôn giảng Pháp để các giới tử tăng trưởng trí huệ. Trong ngày tu giới vừa rồi, Thượng tọa giảng bài kinh số 1 trong Phẩm Thiện Ác thuộc kinh Tăng Nhất A Hàm. Đại ý bài kinh này nói về lời Phật dạy các đệ tử của Ngài phải nhớ làm lành lánh dữ. Thuở ấy, Đức Thế Tôn ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng, có 10 pháp mà chúng sanh thực hành sẽ sinh vào nẻo dữ. Có 10 pháp nếu chúng sanh nào phụng hành sẽ sinh lên trời. Và có 10 pháp nếu chúng sanh nào tu hành sẽ nhập Niết Bàn. Thượng tọa Giới sư đã giảng chi tiết về từng loại 10 pháp cùng những cảnh giới tương ứng để các giới tử tu Bát Quan Trai có sự hiểu biết đâu là điều dữ nên tránh và đâu là điều lành nên thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Vậy chúng sanh hành 10 pháp gì mà sanh vào nẻo dữ? Theo kinh văn Phật dạy, người sát sanh, trộm cướp, dâm dật, nói dối, ỷ ngữ, ác khẩu, hai lưỡi gây đấu loạn đây kia, tật đố, sân hận, khơi dậy tà kiến sẽ đi vào trong nẻo dữ. Mỗi chúng sanh trong cuộc đời này đều có quyền được sống, không ai có quyền cướp đi mạng sống của kẻ khác bằng bất kỳ hình thức nào. Ai cũng sợ đau, sợ mất mạng, luôn giữ gìn tính mạng của mình, thì sao lại nỡ cắt đứt mạng sống của chúng hữu tình khác? Việc giết hại sẽ đem lại khổ đau, sợ hãi cho con người và muôn loài, làm tổn hại tâm từ bi. Ngoài việc yêu quý bảo vệ thân mạng, con người ai cũng muốn bảo vệ tài sản tạo ra bởi công sức lao động khó nhọc. Nếu tài sản mất đi thì sẽ rất khổ đau, có khi không màng đến tính mạng. Cướp là dùng sức mạnh đoạt lấy của người khác. Trộm là lén lút lấy tài vật đem đi, cũng có khi lừa dối, lợi dụng lòng tin để lừa gạt người mà lấy tài vật. Trộm cướp xảy ra bởi tánh tham lam, thói quen lười biếng và sẽ phải chịu quả báo xấu để đền tội. Còn nói về sự dâm dật thì không chỉ đơn thuần chiếm đoạt người khác bất hợp pháp, mà cho dù có là vợ chồng cũng nên tiết chế ham muốn thể xác, không làm những việc ô trược quá đáng, bất kể thời gian, hoàn cảnh, khiến gia đạo trở nên thối nát, tâm trí trở nên thấp hèn. Chúng sanh nhiều dâm dục cũng như mang gông vào cổ, không thể thoát ly lao ngục tam giới. Những tội gây ra từ miệng cũng gây tạo khổ đau cho các chúng hữu tình không ít. Kẻ nói dối thì chuyện có nói không, chuyện không nói có, việc phải nói trái, việc trái nói phải. Hoặc kẻ ý ngữ thì trau chuốt lời nói ngọt ngào, làm mát dạ người khác, rồi xúi dục họ làm chuyện sai trái, hay là lợi dụng họ làm những việc có lợi ích cho mình. Hoặc kẻ ác khẩu thì cố ý dùng lời lẽ hung bạo, thô tục để người khác sợ hãi, khuất phục. Hoặc kẻ hai lưỡi thì đến chỗ này nói xấu chỗ kia, rồi đến bên kia thì nói xấu chỗ này, làm cho kẻ ân người nghĩa chống đối, oán thù nhau. Thêm vào đó, thói quen đố kỵ cũng làm tổn hại biết bao nhiêu người. Một kẻ đố kỵ luôn ghen tị
so bì, căm ghét người hơn mình, luôn cầu mong sự thất bại đến với người, rồi vì ganh tức mà kẻ đố kỵ tạo các hành vi phá hoại công trình của người khác, hoặc lăng mạ người khác, thậm chí tìm cách loại trừ người mà họ ganh ghét. Sự đố kỵ ganh tức như lửa luôn thiêu đốt trong lòng kẻ đố kỵ. Sự sân hận còn tàn phá tâm trí con người ở mức độ khốc liệt hơn. Sân hận là biểu hiện cho năng lượng của tâm khi tham ái không được thỏa mãn. Kẻ sân hận không bao giờ có được chút mát mẻ của bình an, lúc nào cũng tìm cách hãm hại người khác, làm người ta đau đớn thể xác hoặc tâm hồn thì mới thỏa mãn. Tuy nhiên, không ai sống hạnh phúc và mạnh khỏe với sự sân hận ngập tràn trong tâm trí. Sống thì khổ sở bất an, chết thì sẽ đọa ba đường ác. Trên thế giới do có tà kiến mà gây ra chiến tranh, hận thù, ghét bỏ, kỳ thị, vân vân. Tà kiến là cái nhìn và hiểu biết sai lệch, đó là cái thấy biết không bằng trí tuệ mà bằng sự thương ghét riêng của bản thân. Vì bản ngã quá lớn nên những gì ta thích đều tốt, dù đó là những cái có hại cho con người và xã hội. Rồi cũng vì cái tôi đầy tham vọng mà những gì ta ghét đều xấu, đều phải bị hủy diệt, cho dù đó là những cái mang lợi ích cho tha nhân. Khi cái ngã bị tổn thương thì tâm sẽ nảy sinh tà kiến, khiến trí tuệ lu mờ, rồi vọng động khởi dậy, bao gồm ghen ghét, đố kỵ, thù hận, rồi tạo ra các hành động ác độc như nói vu cáo hoặc sát hại mạng người. Con người mà bị tà kiến dẫn dắt sẽ thấy cả thế giới là kẻ thù, từ đó tạo ra biết bao đau thương nghiệt ngã. Một người mà hành động theo tà kiến sẽ đưa đến sát sinh, trộm cướp, vọng ngữ, vân vân. Theo luật nhân quả, kẻ nào gieo tạo bất an, sợ hãi, khổ đau cho người khác thì kẻ ấy sẽ phải chịu quả báo xấu ác cho thân và tâm trong các đường dữ ngay đời này và những đời sau. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta học cách nhìn sự vật bằng chính kiến, phá bỏ ngã chấp, giữ gìn thân, khẩu, ý là để gieo tạo nhân lành. 10 thiện pháp để được sanh về cõi trời là không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dật, không nói dối, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không hai lưỡi, không tật đố, không sân hận, không khơi dậy tà kiến. Những người có chánh kiến thì luôn tin rằng sự bố thí cúng dường sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp. Các hành vi thiện hay ác đều dẫn đến quả báo tương ứng, đồng thời cũng tin rằng có những người chân chánh hành trì chánh pháp sẽ được chứng ngộ giải thoát. Đức Phật là đấng toàn giác, nên những gì Ngài nói ra đều nhằm làm cho thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, đem lại lợi ích cho mọi người, mọi loài. Với một người có chánh kiến, điều gì đã được thấy, được nghe, được biết mà khi nói ra làm bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm thì không nên nói. Trái lại, điều gì khi nói ra làm thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn giảm thì phải nên nói. Người luôn hành thiện pháp thì tâm tánh từ hòa, không còn sân hận, phước báo viên mãn, sẽ được sinh thiên hưởng nhiều niềm vui. Đạo Phật vốn là tôn giáo vô ngã, phá chấp, không có tính điều và tuyệt đối tôn trọng sự thật. Đạo Phật là con đường đưa đến giác ngộ, nắm được chân lý thật mà sống, vượt thoát mọi vướng mắc trói buộc. Cho nên giác ngộ rồi thì mới giải thoát. Khi giác ngộ rồi thì không còn chấp ngã hay chấp pháp, không còn bị mắc kẹt vào vòng đối đãi nhị biên, đạt đến thực tướng hay còn gọi là đạt đến an tịnh niết bàn. Nhưng niết bàn không phải do mong cầu van xin mà có được. Theo Phật dạy, muốn đến niết bàn giới thì chúng ta phải tu hành 10 niệm, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Thí, niệm Chỉ Tức, niệm An Bang, niệm Thân và niệm Chết. Thượng tọa Giới Sư giảng rằng các giới tử tham gia những ngày tu bát quan trai chính là đang từng bước hướng về cảnh giới thanh tịnh niết bàn. Bát quan trai là giới cận trụ, nghĩa là thực hành lối sống gần với đời sống xuất gia, gần với nơi thanh tịnh. Tu bát quan trai để tập làm quen lối sống thanh tịnh, để nếm trải được giá trị cao quý, an lạc của Phật Pháp. Người nào thọ trì bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc an lạc của vô thượng Bồ Đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà thành đạt vô lượng công đức. Kính thưa quý khán thính giả,
do lợi ích của ngày tu bát quan trai giới vô cùng to tát như vậy. Rất mong quý vị sắp xếp công việc đến thọ giới và cùng tu tập vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021, tức là ngày 23 tháng 2 âm lịch. Tất cả các quý vị, không kể là Phật tử hay không, đều có thể tham gia tu học bát quan trai giới để có thêm thắng duyên trong cuộc sống. Quý vị không cần ghi danh trước, chỉ cần đến trước giờ truyền giới để ổn định đạo tràng. Muốn biết thêm chi tiết về những ngày tu học tại Bồ Đề Phật Quốc, kính mời quý vị đến 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Luôn có chư tăng sẵn sàng hướng dẫn và trả lời các câu hỏi của quý vị. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.